Ok, hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của Tấn Tuân Casino. Thì trong clip ngày hôm nay, bên Tấn Tuân Casino sẽ giới thiệu đến toàn thể anh em một cái bộ sản phẩm bát hình sóc đĩa bịp không tang tự động mới nhất năm 2022 hiện nay. Đó, một cái bộ sản phẩm mà khi anh em đưa vào sử dụng ấy, anh em chắc chắn là sẽ giành được chiến thắng trong cái cuộc chơi sân chơi đó. Nhất là những anh em nào mà đang thua tha. Đấy, anh em đang lỡ mà thua rất là nhiều rồi, anh em muốn tìm cách nào đó để gỡ lại một cách nhanh chóng nhất thì anh em chắc chắn là không thể bỏ lỡ qua cái bộ sản phẩm này rồi. Đấy, thì cái bộ sản phẩm bát hình không tang tự động mới nhất năm 2022 hiện nay mình muốn giới thiệu đến cho anh em ở trong ngày hôm nay, đấy chính là một cái bát này đây. Thì cái bát này thì không nói về cái mẫu mã của nó nhá, mẫu mã của nó thì mình sẽ nói sau. Đấy, thì cái công mình trước hết là mình sẽ nói về cái công nghệ của cái bát này này. Cái công nghệ của cái bát này là khi anh em đi chơi, anh em đưa vào sử dụng ấy, anh em có thể cho người ta kiểm tra thoải mái. Anh em thấy không? Anh em cho người ta soi đèn thoải mái luôn. Đấy, soi đèn này. Khi anh em đi chơi sử dụng soi đèn thoải mái. Hay anh em có thể test thử nam châm. Đấy, đây, một cái cục nam châm rất là hít. Anh em có thể soi đèn, anh em test thử nam châm này, hoàn toàn là ok, không dính không hít gì luôn. Và chiếc bát này nó sử dụng một cái công nghệ cực kỳ đặc biệt cho anh em, đó chính là công nghệ trốn tang hay còn gọi là công nghệ giấu tang cho anh em. Tức là sao? Tức là khi anh em đi chơi, anh em sử dụng chiếc bát này ấy, thì trong cái quá trình sử dụng không may mà anh em có làm vỡ bát đi chăng nữa thì cũng không phát hiện ra được tang tích của nó anh em nhé. Trừ khi là anh em dùng vật cứng. Đấy, anh em dùng vật cứng, anh em đập vụn nhỏ nó ra thì anh em mới có thể là tìm được tang tích của nó. Còn không, nếu mà vỡ bình thường thì anh em không thể tìm ra được tang tích của nó. Thì cái bộ sản phẩm này khi anh em đi chơi sử dụng thì sẽ có một chiếc bát này đây, đi kèm theo nó là một cái màn hình soi giống một chiếc điện thoại đen trắng này. Đấy, thì cái màn hình soi này sẽ bắt cho anh em ở trong cái phạm vi là 15m đổ lại. Tức là anh em chỉ cần đứng ở trong cái phạm vi 15m đó là anh em có thể nào biết được là về chẵn hay là về lẻ bằng cái màn hình soi này. Nó sẽ kết nối trực tiếp vào cái mắt camera trong bát này luôn. Thì khi anh em sử dụng cái bộ sản phẩm này, anh em chỉ cần đưa chiếc bát này vào thôi. Đấy, và anh em có thể sử dụng như là anh em là người chơi tay em tay con, hoặc anh em là người sóc cái. Đấy, anh em là người sóc cái, anh em cũng có thể sử dụng được cái sản phẩm này anh em nhé. Thì khi anh em đi chơi, anh em sử dụng ấy, thì cái độ hiệu quả của nó đem lại như thế nào thì sau đây mình trực tiếp mình sẽ cho anh em cùng xem về cái độ hiệu quả của nó. Thì mình sẽ không sử dụng cái màn soi này nữa mà mình đã kết nối vào một chiếc màn hình lớn kia để cho anh em xem cho rõ nét anh em nhé. Thì đây là một chiếc bát tự động này, chính vì thế nên khi anh em sử dụng cái bát này, anh em úp bát xuống này, anh em đó, anh em chỉ cần úp bát xuống là mắt camera trong bát nó đã hoạt động, nó sẽ hiện lên ở trên màn hình như thế này đây. Đấy, thì sau đây mình sẽ test cho anh em cùng xem. Đấy, mình sẽ test một vài ván để cho anh em xem về chất lượng bộ sản phẩm này như thế nào anh em nhé. Đấy, anh em thấy không ạ, ở trên màn hình đã hiện rõ lên cho anh em ở đây là một tiếng là ba đen. Đấy, một tiếng ba đen nó hiện rõ lên như thế này thì chắc chắn là khi anh em nhìn thấy ba đen như này thì anh em phải là đánh lẻ rồi đúng không ạ? Thì 100% là nó sẽ về lẻ rồi. Đấy, anh em thấy không? Đây, ba đen của anh em. Rất là ok luôn. Đấy, tiếp tục cho anh em này. Đó, anh em thấy không? Hiện lên màn hình rất là rõ nét cho anh em luôn. Đấy, tứ tử đen. Cực kỳ là ok. Tứ tử đen của anh em. Tiếp tục cho anh em này. Đấy, mình sẽ test cho anh em vài ván. Đấy, lại về ba đen cho anh em tiếp ạ. Vẫn ba đen này. Đấy, anh em thấy không? Một bộ sản phẩm cực kỳ là ok luôn. Đấy, anh em như khi sử dụng cái sản phẩm này thì không khác gì là anh em đang ngồi trong bát luôn. Đấy, không khác gì anh em đang ngồi trong bát thì không có cái lý do gì mà anh em không đánh được đúng không ạ? À. Đó, anh em thấy không? Lại ba trắng cho anh em. Rất là ok. Đó. Ba trắng của anh em đây. Đấy, như thế này mà anh em không đánh được nữa thì không một cái bộ sản phẩm nào anh em có thể sử dụng được nữa anh em nhé. Tại vì cái dòng sản phẩm bát hình này ấy, thì là cái dòng sản phẩm mà anh em dễ sử dụng nhất rồi. Đấy, thì anh em để ý này, khi mình ví dụ như khi cái người ta sóc xong như thế này, người ta chỉ cần đặt đĩa xuống phát là mắt camera trong bát nó đã hoạt động rồi. Đấy, mắt camera nó đã hoạt động như thế này. Đấy, chính vì thế nên là khi thời gian sử dụng cái này ấy, nó sẽ tính là khi anh em úp cái bát này xuống này là pin nó sẽ bị tiêu hao, pin của nó bị tiêu hao ngay từ khi bát úp xuống. Đấy, chính vì thế nên là cái thời gian sử dụng của nó sẽ được khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ cho anh em. Đấy, mà anh em biết rồi, đi đánh sóc đĩa mà anh em chuẩn xác
chỉ cần năm tay thôi là anh em đã kiếm rất là nhiều rồi, chứ không nói gì anh em đánh chuẩn xác trong vòng 2 tiếng đồng hồ thì cực kỳ là ok anh em nhé. Đấy, tiếp tục cho anh em này. Đấy, rất là ok. Thì về cái mẫu của nó đấy, thì nó sẽ có trong cái dòng bát tàng hình không tang này, nó sẽ có hai loại cho anh em lựa chọn. Loại thứ nhất là loại tự động, đây đây là loại tự động. Loại thứ hai là loại khiển. Khi anh em sử dụng cái loại khiển đấy đấy, thì nó sẽ có thêm cho anh em là một chiếc điều khiển, một chiếc điều khiển để cho anh em là kích hoạt mắt camera ở trong bát đấy. Đấy là khi anh em sử dụng cái loại khiển anh em nhé. Thì cái loại khiển đấy thì thời gian sử dụng của nó sẽ lâu hơn đấy, thời gian sử dụng của nó sẽ lâu hơn là cái dòng tự động này. Thì mình sẽ giới thiệu đến cho anh em ở trong clip sau về cái loại bát khiển này. Đấy, còn về mẫu mã của nó nhá, thì bên mình là một bên xưởng sản xuất bát cho anh em. Chính vì thế nên là bên mình có thể làm được tất cả các mẫu mã bát theo yêu cầu của anh em. Đấy, anh em muốn làm mẫu mã bát như thế nào, anh em chỉ việc nhắn tin hình ảnh gửi qua Zalo cho bên mình. Bên mình sẽ kiểm tra và làm chuẩn như hình 100% cho anh em. Hoặc ngoài ra, anh em có thể là gửi trực tiếp cái mẫu bát của anh em từ chỗ anh em đến cho bên mình. Đấy, bên mình sẽ làm trực tiếp vào cái bát mà cho anh em, mà anh em đã gửi cho bên mình ấy, sau đó thì sẽ gửi về cho anh em rất là nhanh chóng anh em nhé. Và một cái điều đặc biệt nữa là tất cả các cái mẫu bát hay các cái sản phẩm khác của bên Tấn Tài Xỉu ấy, đều có chế, bên Tấn Tuần Casino đều có chế độ bảo hành cho anh em. Đấy, anh em nhìn thấy không? Thì khi anh em mua sản phẩm, bên mình sẽ có một cái thẻ bảo hành này cho anh em nhé. Đấy, thì sẽ là lỗi một đổi một trong vòng 24 giờ nếu mà như do lỗi của nhà sản xuất đối với dòng bát. Đấy, trừ khi là anh em làm vỡ bát, sứt mẻ bát thì bên mình mới không bảo hành cho anh em. Còn tất cả các cái lỗi bên mình đều sẽ bảo hành cho anh em nhé. Thì anh em nào mà muốn đặt mua bộ sản phẩm này ấy, thì anh em có thể vui lòng liên hệ trực tiếp đến các cái số điện thoại hotline trên màn hình của anh em đây. Hoặc anh em cũng có thể là kết bạn, nhắn tin qua Zalo cho bên mình đều được. Sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em nhé. Anh em nào ở gần cơ sở bên mình thì anh em có thể đến trực tiếp cơ sở để được trải nghiệm về sản phẩm. Bên mình thì có hai cơ sở 1 là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Anh em đến nơi anh em alo đến số hotline trên màn hình cho mình, sẽ có người ra đón anh em, dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về sản phẩm luôn. Thì còn anh em nào ở xa thì khi đặt hàng, bên Tấn Tuân Casino sẽ gửi hàng cho anh em là qua xe khách hoặc qua bưu điện. Thì khi anh em nhận hàng, anh em được phép kiểm tra hàng, sau đó thanh toán tiền anh em nhé, rất là ok. Thì cuối video mình cũng cảm ơn là anh em đã theo dõi hết video của mình. Anh em nào mà đang xem video ấy, cảm thấy video của mình hay thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo.